29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Gái ba con Lương Lạc Thi khóc khi nói về tuổi xuân. Diễn viên 27 tuổi xúc động khi nghe đạo diễn Trương Ngải Gia chia sẻ về sự bồng bột của tuổi trẻ và cách để tâm hồn được nhẹ nhõm. Đạo diễn Trương Ngải Gia cùng hai diễn viên Lương Lạc Thi, Lý Tâm Khiết tham dự buổi họp báo phim Niệm Niệm tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là phim đánh dấu sự trở lại của Lương Lạc Thi. Từ sau khi sinh ba con trai cho gia đình tỷ phú Hồng Kông Lý Trạch Khải, Niệm Niệm lấy bối cảnh đô thị phồn hoa, kể câu chuyện cảm động về tình yêu và tuổi xuân. Trong đó, Lạc Thi vào vai Dục Mỹ, một cô gái luôn chứa chất trong lòng những nỗi khổ tâm, không giải quyết được mâu thuẫn giữa tình yêu và tình thân. Đạo diễn Trương Ngải Gia chia sẻ ý đồ và thông điệp của mình qua cách xây dựng nhân vật. Tôi cũng từng trải qua thời thanh xuân. Trong quá trình trưởng thành, rất nhiều khi chúng ta chất chứa trong lòng những nỗi niềm khiến bản thân không thể nhẹ nhõm. Làm sao để thoát ra được? Trước tiên, cần hòa giải với chính bản thân mình. Hòa giải với bản thân mình thì mới có thể hòa giải được với người khác. Làm được điều đó thì cần một quá trình, cần trải qua sự mài giũa của thời gian. Cả Trương Lạc Thi và Lý Tâm Khiết đều rơi nước mắt trước những lời của nữ đạo diễn. Người đẹp họ Lương nói, tuổi trẻ có chút bồng bột, không phải điều gì đáng chê trách mà đó là sự trải nghiệm. Cô không hối tiếc về trải nghiệm tình yêu trong cuộc đời của mình. Lương Lạc Thi từng gây xôn xao Hồng Kông khi sinh con đầu lòng cho nhà tài phiệt Lý Trạch Khải vào năm cô 21 tuổi. Tới tháng 6 năm 2010, diễn viên tiếp tục sinh đôi hai bé trai. Một năm sau đó, cô chia tay người tình lớn hơn 22 tuổi rồi cùng các con chuyển sang Canada sinh sống. Diễn viên cho biết ở nước ngoài, bốn mẹ con sống đơn giản nhưng được tự do thoải mái. Cô vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lương Lạc Thi nói rõ rằng cô là một bà mẹ đơn thân có trách nhiệm, không có cái gọi là phí chia tay hàng tỷ đô la Mỹ như mạng xã hội vẫn đồn thổi. Chúng tôi đã chia tay nhưng tôi vẫn là cha mẹ của các con, tôi tự kiếm tiền để nuôi chúng. Ngoài sự nghiệp diễn xuất thì cô tiếp tục làm người mẫu cho các thương hiệu cao cấp như Clé de Peau cùng các tạp chí thời trang như Ellie, Harper's Bazaar Hồng Kông. Hiện cô sở hữu khối tài sản trị giá 50 triệu đô la Mỹ. Lương Lạc Thi hiện đang tận hưởng cuộc sống nhiều người mơ ước với những kỳ nghỉ sang trọng. Nữ triệu phú thường xuyên đăng tải ảnh tham gia các hoạt động thể chất như chạy bộ, đi bộ đường dài trên những ngọn núi đẹp như tranh vẽ, trượt tuyết hay bơi tại những bể bơi vô cực của khu nghỉ dưỡng 5 sao. Ngoài thời gian cho các con và công việc thì cô còn dành thời gian để gặp gỡ bạn bè. Nhóm bạn thân của cô thường tụ tập tại những nhà hàng sang trọng bậc nhất để thưởng thức các món ăn ngon và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.